Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp: Thưa hiểu. Người bảo họ: Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng nói rất nhiều về một người đàn ông hơn 80 tuổi đang sống tại Sài Gòn đi tìm kho báu 4.000 tấn vàng được chôn ở một quả núi nào ở tỉnh Bình Thuận đó. Ông ta khẳng định như thế này: sau khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc thì quân đội Nhật bị thất bại và phải rút quân về nước, nên không kịp đem số vàng 4.000 tấn đó về nước, nên đã giấu ở trong một quả núi nào ở tỉnh Bình Thuận. Và ông ta khẳng định quả núi đó là núi Tàu. Trong mấy năm vừa qua, ông đầu tư rất nhiều tiền bạc, công sức, thời gian để tìm kho báu giá trị này. Nhưng cho đến bây giờ, kết quả cũng chưa được tìm thấy. Và ông khẳng định ông sẽ tìm được kho báu này. Công sức, tiền bạc ông bỏ ra chẳng đáng là gì khi mà ông tìm được kho báu 4.000 tấn vàng này. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta 3 dụ ngôn. 2 dụ ngôn Chúa kể một người nông dân khi phát hiện kho báu ở trong ruộng thì về bán tất cả để mua cho được kho báu đó. Khi mua được thửa ruộng rồi thì người nông dân này sẽ tự do khai thác kho báu này, và số tiền ông bỏ ra chẳng đáng là gì so với giá trị kho báu đang nằm trong ruộng. Dụ ngôn thứ hai chúng ta cũng vừa nghe là một người thương gia gặp được một viên ngọc quý, cũng về bán tất cả để mua cho được, vì ông biết rằng viên ngọc này rất có giá trị. Đồng tiền ông bỏ ra cũng chẳng đáng là gì khi mà viên ngọc cho ông một món lời to lớn. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ai cũng có những nhu cầu mưu ích hạnh phúc, có một cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc. Chúng ta luôn luôn đi tìm cho cuộc sống chúng ta
có những đầy đủ, đó là những kho báu của hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta, có phải kho báu ở đây là vàng bạc hay kim cương hay không? Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy kho báu đó là kho báu của nước trời, kho báu của sự sống đời sau, kho báu của sự sống vĩnh cửu, chứ không phải là kho báu vàng bạc kim cương chóng qua tạm thời ở trần gian này. Chúng ta có nhiều tiền, nhiều của, nhiều vàng bạc đến đâu, nhưng khi chúng ta nắm mắt lìa đời thì kho báu đó cũng thuộc về tay người khác. Nhưng kho báu nước trời thì là nó đi theo cuộc đời chúng ta vĩnh viễn, mãi mãi ở với chúng ta. Vậy đâu là kho báu nước trời? Trong nhiều đoạn tin mừng, Chúa Giêsu cũng nói chúng ta hãy dùng kho báu ở trần gian này, dùng vật chất tiền bạc ở trần gian này để mua lấy kho báu nước trời. Kho báu đó không đâu xa, có khi ngay trong cuộc đời chúng ta, ngay trong gia đình chúng ta, ngay những người xung quanh chúng ta. Người chồng có kho báu là những bà vợ, những người vợ có những kho báu là ông chồng, những người con cháu trong gia đình. Chúng ta yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, phục vụ nhau là chúng ta đã phục vụ cho nước trời mai sau, cho chính Thiên Chúa đang hiện diện nơi những người xung quanh chúng ta. Tin mừng Chúa Giêsu cũng đã nói, mỗi khi các ngươi cho ta ăn, mỗi khi các ngươi cho ta uống, mỗi khi các ngươi cho ta áo mặc khi ta trần truồng, mỗi khi các ngươi viếng thăm ta khi ta ngồi tù, thì các ngươi đã làm cho ta rồi. Và ngược lại, nếu các ngươi không làm cho những người chung quanh thì các ngươi cũng không làm cho chính ta. Đó, kho báu nằm ngay bên cạnh chúng ta, trong tầm tay chúng ta. Chúng ta có phát hiện ra kho báu đó hay không? Cái khó của mỗi người chúng ta là không phân định đâu là kho báu thực, đâu là kho báu vĩnh cửu. Có nhiều khi chúng ta chọn những kho báu tạm thời, chóng qua. Có một nhà triết gia kia có ví von câu chuyện như thế này. Nếu chúng ta đem cho con chó một chén cơm và một chén vàng, thì chắc chắn con chó sẽ chọn chén cơm để ăn. Bởi vì nó không thấy giá trị của chén vàng, mà nó chỉ thấy giá trị của chén cơm. Đối với chúng ta, một chén cơm thì chỉ có giá trị rất nhỏ so với chén vàng. Nói như vậy, nhiều khi chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng không biết chọn giá trị vĩnh cửu, giá trị thực của nó. Có khi chúng ta chỉ chọn những cái chóng qua ở đời này, cũng như con chó chỉ chọn chén cơm giá trị rất nhỏ, còn chén vàng thì chúng ta không biết chọn. Kho tàng nước trời chúng ta không biết chọn. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta điều gì phải làm trong cuộc sống này. Chúng ta có thể biến những kho tàng ở đời này trở thành kho tàng vĩnh cửu đời sau. Đó là bằng việc bác ái, hy sinh, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được sự khôn ngoan để chúng ta lựa chọn giá trị thực, kho tàng thực vĩnh cửu, mà kho tàng đó có thể cho chúng ta vào được nước trời để sống vĩnh phúc mai sau, sống một cuộc sống hạnh phúc mà không bao giờ mất đi. Kho tàng đó mối mọt không gặm được, không ai có thể lấy khỏi tay chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta đi tìm không đâu xa, ngay nơi trong gia đình, nơi những người xung quanh chúng ta. Và xin Chúa cũng giúp chúng ta có thêm sức, có đức tin để chúng ta nhận ra kho báu đó. Amen.